Dạ vâng, em Quốc Hùng âm thanh Bảo Định xin chào toàn thể tất cả bác và chúc tất cả bác một năm mới 2022 thịnh vượng và thành công trong công việc. Và hôm nay thì ngày 4 tháng 2 cũng nhằm vào là mùng 4 âm lịch thì bên em cũng có một số mặt hàng để khai xung. Vì tất cả những mặt hàng bên em thông báo ngày hôm nay thì các bác chốt tất cả những sản phẩm này thì bên em đều có lì xì các bác lọc sung là 500.000 nha bác nhé. Đấy là bác chốt những cái sản phẩm như thế này thì hôm nay bên em đưa lên để khai sung thì các bác đều được tất cả nhận được là lì xì 500.000 mỗi sản phẩm. Đấy thì hôm nay thì em giới thiệu tới các bác một lô đói rất là khủng bên em về để phục vụ tất cả bác đầu năm mới. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác là chín sản phẩm nha, chín sản phẩm những bao đáy Mỹ và Nhật rất là xịn sò. Rồi đi vào những sản phẩm đầu tiên thì em để vào sản phẩm đó là hai chiếc đáy Victor Victor BSA 300 thì em về được hai con, một con không có nắp nhựa hiện trước và một con thì còn nắp nhựa nha. Thì con không có nắp nhựa thì nó sẽ có giá là 7.500.000 nha bác nhé. Còn con có nắp nhựa ở bên trước này thì có giá là 8 triệu. Đấy. Đó là dòng Victor. Ở dòng này thì chạy là sò Toshiba xanh đen, tổng cộng là 16 con. Đánh được hai cặp lôi nha. Đấy. Rồi. Giá con trên là 7 triệu rưỡi nha bác, còn dưới con nắp cũng rất đẹp. Đấy, thì có giá là 8 triệu, bên em đã bao ship và lì xì cho các bác là 500 ngàn mỗi sản phẩm. Sản phẩm thứ hai đây là cái một cái con đáy Bosch 600R, dòng đáy 4 kênh của hãng Bosch đến từ con này sản xuất tại Nhật nha. Đấy, công suất là 450W trên mỗi kênh và chạy là 40 con sò Toshiba chữ đó nhé, 40 sò sách tôi sẽ ba chỗ đó. Đấy, bố 600R thì lâu lắm rồi mới về được lại một con nha bác nhé. Dòng này rất là hiếm. Bác nào chốt thì alo em, giá là 17 triệu 500 ngàn. Đấy, giá là 17 triệu 500 ngàn nha, một con. Bên này là sản phẩm cũng đến từ Mỹ, đó là Carver BM900, một cái đời đấy cho tôi âm cực kỳ là hay, chạy cũng chạy là cho Toshiba xanh đen luôn. Đấy. Nó chạy tổng cộng là 24 con Toshiba xanh đen. Công suất ra mỗi lo là 450W trên kênh. Đấy. Con này thì có giá là 11 triệu nha bác nhé, 11 triệu. Yamaha BC2002. Xin lỗi em, 2200. Đấy, dòng đời hai đời đàn em của BC2002M thì có đồng hai đồng hồ vu và cũng như là hai volume, công suất là 300W trên kênh nha. Dòng này thì không có bắt chó, rất thích hợp cho tất cả các bác chơi nghe nhạc và karaoke. Đấy, con này thì vừa thì bị like cái công tắc nha bác nha. Đấy, like công tắc này thì em đã thay công tắc khác và cũng như là con này thì bên em sẽ báo giá cho tất cả bác là 9.500.000, 9.500.000 nha. Giá bên em đã bao ship, con này chạy là 12 con sò sách thuộc xanh ken. Tiếp tục là chiếc đáy JBL 6290 đời hết số của cái dòng 4 số này, 6290 nha. Con này chạy tổng cộng là tổng cộng là 24 con Toshiba, con sò xanh ken Havik nha bác. Đấy, sò xanh ken Havik, dòng sò cực kỳ là mạnh, nó phải gấp đôi những dòng sò Toshiba thường và công suất nó cũng lên đến là 550W trên một kênh. Đấy, dòng đó hai kênh, hai công tắc nguồn riêng biệt nha, hai công tắc nguồn riêng biệt. Con này có giá là 15 triệu 500 ngàn. Đấy, 15 triệu 500 ngàn các bác nhé. Tiếp tục là một cái siêu phẩm. Đấy. Dòng cực kỳ là hiếm, Yamaha BC4002M. Em về trong cái năm trước
thì em về được một con. Năm nay thì đầu năm em lại về được một con nữa cho tất cả bác. Đấy, một con dòng này thì phải gọi là trong trong phân khúc Yamaha. Đấy, hết số Yamaha nhà bác nhé, 4002M. Dòng 2002M là này em con này. À, con này thì chạy xà thang và công suất nó cực kỳ là lớn. Đấy, dòng đổi hai kênh nha bác, hai kênh. Đây là công tắc nguồn. Đấy, hai đồng hồ vuông cực kỳ gấu nha. Đây, đây là mặt trước của sản phẩm nha. Con này nặng thì trên 30 kg nha bác nha, trên 30 kg. Con này thì có giá là 17.500.000 nha, 17.500.000 nha bác nha. Yamaha BC4002M, dòng đời hết số, cực kỳ là hay luôn. Hai con này thì đời này thì nó có quạt gió, hai quạt gió nằm ở phía trước này. Đấy, đời 2020M thì nó không có quạt gió nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo là dòng cover BXM1102. Thì dòng này là dòng đổi hai kênh nha bác, dòng đổi hai kênh và dòng này thì nó chạy là xò than, công suất rất là khủng, 1000W trên kênh. Con này có giá là 12.500.000, 12.500.000 nha, BXM1102, cover đến từ Mỹ nha. Rồi sản phẩm cuối cùng là cũng là sản phẩm thứ 9 mình em giới thiệu cho các bác là Ramsar với cái B9330, 9300. Đấy, sản xuất và đến từ Nhật, làm sao là đến từ Nhật nha bác nha. Con con 9300 này thì hiện tại thì bên em đang có mức giá là 9 triệu nha bác, 9 triệu. Con này chạy tổng cộng là như là chạy xò than Toshiba. Tổng cộng là những dòng này thì em bán nó hơi lâu rồi, để em chưa tháo xò ra, nó khoảng hay 24 con nha bác. Đấy, sò Toshiba. Đấy, rồi sò trường Toshiba lớn nha bác nha, công suất nó rất là khủng. Đấy, VKB9300 có giá là 9 triệu. Đấy, rồi đó là những dòng sản phẩm mà bên em khai xung ngày hôm nay, và tất cả những sản phẩm này thì bên em sẽ lì xì cho bác giá là 500.000 lọc lá đầu năm nha. Rồi em đi vào đằng sau quay cho các bác để các bác biết chi tiết hơn. Đây, con này là con Yamaha 4002. Đấy, điện là 100V, công suất là 900W nha, công suất là 900W nha bác. Yamaha BC402M này. Đây là hai cái chạm lo ở đằng sau. Đó, 700W trên kênh ở 4 ohm và 1400W trên kênh ở 8 ohm, rất là khủng nha. Đường tín hiệu vào thì gồm 6 ly và canon cái. Đường tín hiệu ra là chạm lo bắp chuối và chim. Còn dưới cùng là cái con ở giữa là con cover BXM1102, 1000W trên kênh 4 ohm và 800W trên kênh 8 ohm này bác. Đấy, chạy điện là 220V và máy chính dư ra. Đấy, đây là chạm lo và cũng như là thông số của nó. Chạm lo bắp chuối ba chim và jack lo chuyên nghiệp nha, và jack lo chuyên nghiệp luôn. Đường vào thì gồm 6 ly và cà trong. Con dưới là con Ramsar 9300. Đây, cái ở trong này là cái chạm lo đó các bác nha. Các bác mở vít ra thì các bác sẽ thấy được chạm lo, thì nó về thì nó còn nguyên như thế này luôn. Đường vào thì cà trong và 6 ly. Đấy, Yamaha Ramsar với cái B9300 là của hãng Panasonic, công suất là 400W trên một kênh và công suất mát là 2000W nha bác, công suất mát là 2000W, điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 555W. Đây, hai quạt gió đằng sau này là cover BM900. Đấy, cover BM900. Đường vào thì gồm có rất sâu ly và canon, điện là 100V này. Đấy, điện là 100V nha, 110V, chạm lo công suất là 450W trên kênh. Con đây là con Yamaha 2200, Yamaha 2200 công suất là 300W trên kênh, máy ghi cho băng nha bác. Con dưới là đến từ Mỹ, con Traveler. Đấy, có công suất là 600W trên kênh, điện là 120V hàng mấy nồi nha, điện là 120V, chạm lo và cũng như là
ra đường tín hiệu vào thì gồm jack 6 ly và Canon. Phía bên này thì là hai con Victor. Đấy, đánh được hai cặp lo nha bác, đánh được hai cặp lo. Đường vào thì nó sẽ gồm là Canon và 6 ly. Đấy. Còn phía dưới là con bộ, con cuối cùng là con Boss 600R. Đấy, đánh hai cặp lo 4 kênh. Trở kháng từ 2 đến 4 ôm. Thấp nhất nha bác và cao nhất là 16 ôm. Đó, đường vào thì nó sẽ gồm là RC bóng sen được mã vàng nha và Canon. Còn đường ra thì nó sẽ gồm chạm lo bắp chuối mới chim và cũng như là rách Canon nha bác, hoặc gió ở giữa. Đấy. Rồi ok, đó là những sản phẩm mà bên em báo giá khai trương ngày hôm nay. Rồi tất cả bác nào mà có nhu cầu chốt những sản phẩm này thì liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác ở những video sau.